Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video clip mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình iGroup Claim 10 top cần có ký hiệu là Ditaron. Thì chương trình iGroup này nó sẽ còn 29 ngày nữa, top cần này sẽ đứt trên sàn PancakeSwap và sàn Bitmax nha bạn. Sàn Bitmax là một sàn giao dịch tập trung các bạn. Thì nó trong chương trình 30 free sale các bạn có thể mua là min tối thiểu là 0.01 BNB nha các bạn. Và mát là 10 BNB. Thì con này nó có go map đàng hoàng nè các bạn, lộ trình nữa nó. Thì con chắc của nó nằm đây nè các bạn. Pha các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Ok, mình lướt không gặp rồi. Thì để claim được airdrop này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở trình duyệt dash ra nè bạn. Các bạn dán vào các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Các bạn nên check dự án này nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào mục claim airdrop nè các bạn. Rồi, bấm vào claim airdrop nè. Các bạn bấm kết nối nè. Rồi, các bạn sẽ tốn phí gas là 0.0005 16 BNB khoảng 0.17 đô các bạn. Khá là rẻ luôn các bạn. Roadmap lộ trình nè. Rồi, sau khi các bạn xong xuôi thì các bạn copy con check địa chỉ của mình qua trang BC scan và bạn check nha bạn. Rồi, các bạn dán vào đây nha các bạn. Vậy chưa? Các bạn gõ tên mã token là Ditaron. Ok, đã về nè các bạn. Hiện tại tổng cung con này có 10 triệu token các bạn. 10.000 10 triệu token số phong 18 có 12.000 holder các bạn. Rồi, các bạn dán vào địa chỉ ở trên nữa. Với chocolate các bạn dán vào nữa các bạn. Ok, nó chưa có hợp đồng thì các bạn dán địa chỉ hợp đồng của nó vào các bạn. Rồi tên mã ký hiệu này nọ thì các bạn qua trang PC scan các bạn ấy các bạn. Sao chép ký hiệu đâu ta, ký hiệu Ditaron luôn các bạn, con số tư phân là 18. Rồi tên là Ditaron luôn nè, ký hiệu nè, số tư phân thì các bạn ghi 18 nữa các bạn. Rồi bấm làm xong nữa. Thì các bạn sẽ nhận được 10 token Ditaron nè các bạn. Token này chưa đích sàn nữa các bạn. Những dáng claim chưa lít sàn thì khá là ngon các bạn, còn những dán claim mà tôi cần lít sàn rồi không có ngon nữa các bạn. Ok, vậy mình video mình đã hướng dẫn các bạn claim 10 top cần Ditaron đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.